kính chào quý vị. Trong bản tin ngày 6 tháng 8 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức như sau. Thủ tướng Trudeau yêu cầu xem xét tiêm chủng bắt buộc đối với công nhân liên bang. Các chuyên gia Canada đồng ý lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tạm dừng tiêm vaccine tăng cường. Đối mặt với sự hình thành của làn sóng COVID-19 thứ tư, tỉnh Quebec triển khai hệ thống hộ chiếu vaccine. Canada tặng hơn 82.000 liều vaccine AstraZeneca tới Trinidad và Tobago. Số ca COVID-19 tăng vọt ở tỉnh BC ở người trẻ tuổi, các quan chức kêu gọi đi tiêm phòng. Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang nhận định rằng kế hoạch loại bỏ các biện pháp COVID-19 của tỉnh Alberta là một canh bạc rủi ro. Người cao tuổi bị cắt hỗ trợ thu nhập sau khi đã nhận được phúc lợi đại dịch của Canada. Canada bất ngờ công bố thặng dư thương mại 3,2 tỷ đô la trong tháng 6 do xuất khẩu dầu tăng mạnh. Tại Tokyo Olympics, Canada có thêm một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng. Khoảng một nửa số hải sản bạn mua có thể bị dán nhãn sai. Hàng ngàn người di tản khỏi đám cháy rừng đang lan nhanh ở bang California. Đợt nắng nóng tàn bạo thiêu đốt miền Nam châu Âu. 11 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe tải quá tải chở người di cư ở bang Texas. Người lao động nghèo bỏ về quê vì thành phố Sài Gòn phong tỏa. Hoàng Anh, Tuấn Liêm xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi cũng kính mời quý vị ghé thăm trang web của Culture tại địa chỉ culturemagazine.com để đọc thêm các bản tin và các bài viết khác. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết. Thủ tướng Trudeau yêu cầu xem xét tiêm chủng bắt buộc đối với công dân liên bang. Chính phủ cũng đang xem xét việc tiêm chủng bắt buộc đối với các ngành do liên bang quản lý. Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Năm cho biết, ông đã yêu cầu thư ký của Hội đồng Cơ mật xem xét việc bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 đối với nhân viên liên bang và đang khẩn cầu những người dân Canada còn do dự hãy đi tiêm chủng. Trong cuộc họp báo với Thủ hiến Quebec François Legault hôm thứ Năm, Thủ tướng Justin Trudeau nói, đã đến lúc mọi người nên đi tiêm phòng, đặc biệt là những người còn do dự không dám đi tiêm liều đầu tiên và liều thứ hai. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu thư ký của Hội đồng Cơ mật, người chịu trách nhiệm về dịch vụ công liên bang, xem xét việc tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên liên bang. Thủ tướng cũng cho biết chính phủ đang xem xét bắt buộc tiêm vaccine trong các ngành do liên bang quản lý, chẳng hạn như ngành hàng không, ngân hàng và đường sắt. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden tuần trước đã thông báo rằng tất cả công dân liên bang phải được tiêm chủng hoặc phải xét nghiệm COVID-19 ít nhất là một lần một tuần. Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Trudeau, Thủ hiến Legault cũng thông báo rằng tỉnh Quebec của ông sẽ triển khai hệ thống hộ chiếu vaccine trong những tuần tới. Các quan chức y tế hàng đầu của Canada đã cảnh báo rằng Canada có thể đang trông thấy sự khởi đầu của làn sóng thứ tư do biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, Giám đốc Y tế Công cộng tiến sĩ Theresa Tam đã nhắc lại lời kêu gọi của Thủ tướng Trudeau đối với những người còn do dự đi tiêm vaccine và nói rằng nó có thể giúp ngăn chặn sự bùng phát trở lại của đại dịch mà có thể làm áp đảo các bệnh viện. Bà nói, tôi không thể nhấn mạnh đủ rằng mỗi một mũi tiêm đều có giá trị như thế nào. Trong toàn bộ dân số đủ điều kiện để tiêm vaccine, 81% đã được tiêm một liều và 66% được tiêm chủng đầy đủ hai liều. Thủ tướng Justin Trudeau né tránh câu hỏi về bầu cử. Bất chấp những cảnh báo gần đây về một đợt đại dịch thứ tư, Thủ tướng được cho là sẽ yêu cầu toàn quyền kêu gọi một cuộc bầu cử trong những tuần tới. Thủ tướng Trudeau đã được hỏi về thời gian bầu cử trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, nhưng ông đã từ chối trả lời và thay vào đó, ông lặp lại lời kêu gọi người dân Canada đi tiêm phòng. Trong cuộc họp báo của mình, bà Theresa Tam nói rằng việc bỏ phiếu trong thời kỳ đại dịch có thể được thực hiện một cách an toàn. Bà nói, tôi nghĩ rằng các giao thức an toàn đã được đưa ra cho các cuộc bầu cử khác nhau trên khắp Canada vào tháng trước, và tôi nghĩ rằng giao thức ấy vẫn có thể được áp dụng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chắc chắn có nhiều cách để bỏ phiếu an toàn. Bà Tam cho biết cử tri chỉ nên bỏ phiếu qua thư nếu họ cảm thấy không an toàn. Người đứng đầu của Ủy ban Bầu cử Canada cảnh báo người dân Canada rằng họ có thể phải đợi vài ngày sau cuộc bầu cử để biết kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử giữa đại dịch. Stéphane Begu nói rằng,
cơ quan bầu cử Canada đã sẵn sàng khi tuyên đoán số lượng người bỏ phiếu qua đường bưu điện trong đại dịch sẽ tăng đáng kể. Dự đoán có tới 5 triệu cử tri có thể bỏ phiếu qua thư, so với số lượng ít hơn chỉ khoảng 50.000 cử tri bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử năm 2019. Các chuyên gia Canada đồng ý với lời kêu gọi tạm dừng tiêm vaccine tăng cường của WHO. Một số chuyên gia nói rằng Canada nên lắng nghe Tổ chức Y tế Thế giới WHO và không tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường cho người dân của mình ngay bây giờ. Các khuyến nghị được đưa ra sau khi WHO đưa ra lời kêu gọi các quốc gia hãy ngừng tiêm vaccine tăng cường vì biến thể Delta tiếp tục thống trị trên toàn thế giới. Carrie Bowman, nhà đạo đức sinh học tại Đại học Toronto cho biết, kể từ khi đại dịch này bắt đầu, việc thiếu sự phối hợp, lãnh đạo và chỉ đạo toàn cầu đã trở nên kinh khủng. Không ai để mắt đến bức tranh lớn. Chúng ta cố gắng tìm ra điều gì tốt nhất cho mình và chưa có tầm nhìn xa. Tức là cách đối phó với đại dịch phải là cách đối phó với nó trên toàn cầu. Và một lần nữa, việc tập trung vào liều vaccine tăng cường khiến cho chúng ta rời xa mục tiêu đó. Hôm thứ Tư, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông muốn có lệnh tạm dừng đối với vaccine tăng cường cho đến khi ít nhất là cuối tháng 9 để mỗi quốc gia có thể tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số của họ. Canada đối mặt với sự khởi đầu của làn sóng COVID thứ tư do biến thể Delta gây ra, đã mua đủ vaccine để tiêm cho mọi người Canada đủ điều kiện. Canada còn là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng tốt nhất thế giới, với 68% được tiêm chủng đầy đủ và 81% được tiêm chủng một phần. Tuy nhiên, tỷ lệ những người được tiêm chủng đầy đủ trên thế giới là 15,08%, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Tiến sĩ Theresa Tam, Giám đốc Y tế Công cộng của Canada, nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng Canada vẫn cần thêm dữ liệu về liều vaccine tăng cường trước khi đưa ra quyết định. Các chuyên gia đang theo dõi các nhóm dân số có nguy cơ cao như là người cao tuổi và suy giảm miễn dịch. Bà tin rằng nếu đến lúc Canada phải tiêm mũi vaccine thứ ba thì Canada vẫn có thể tiếp tục chia sẻ vaccine với thế giới. Theo yêu cầu của WHO, Đức và Pháp cho biết họ sẽ tiến hành tiêm liều tăng cường cho các nhóm dân số có nguy cơ cao vào tháng 9. Hoa Kỳ sẽ cung cấp các mũi tiêm bổ sung nếu cần, nhưng không đưa ra kế hoạch và thời gian cụ thể. Quốc gia đầu tiên tiêm liều bổ sung vaccine là Israel cho những người dân trên 60 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ bằng vaccine Pfizer-BioNTech. Theo tiến sĩ Barry Peck, một giáo sư của trường y tế công cộng Dalhousie thuộc Đại học Toronto, cho biết Israel là một quốc gia nhỏ hơn. Do vậy mà họ có nghĩa vụ đạo đức phải tiêm liều tăng cường cho dân số trên 60 tuổi và chia sẻ dữ liệu với thế giới để cung cấp thông tin tốt hơn, không chỉ cho việc giúp đưa ra quyết định của các quốc gia khác mà còn là khung đạo đức về phản ứng đại dịch toàn cầu. Israel có hệ thống dữ liệu và hệ thống y tế tốt hơn nhiều so với Canada. Vì vậy, những điều học được ở đó cực kỳ quan trọng trong việc đưa ra quyết định toàn cầu về sức khỏe trong đại dịch. Cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đều không phê duyệt vaccine tăng cường, nhưng các công ty dược phẩm đang nghiên cứu lĩnh vực này. Moderna tin rằng sẽ cần đến các mũi tiêm bổ sung vào mùa đông và tuyên bố ba ứng cử viên vaccine của họ và cho rằng những ứng cử viên vaccine này có thể tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ để chống lại các biến thể như Gamma, Beta và Delta. Thưa quý vị, đối mặt với sự hình thành của làn sóng COVID-19 thứ tư, tỉnh bang Quebec triển khai hệ thống hộ chiếu vaccine. Với mối đe dọa của làn sóng COVID-19 thứ tư đang hình thành, Thủ hiến Quebec François Legault đã thông báo hôm thứ Năm rằng hộ chiếu vaccine sẽ sớm được yêu cầu để truy cập các dịch vụ không thiết yếu như phòng tập thể dục và nhà hàng. Thủ hiến Legault nói rằng những người dân đã nỗ lực tiêm chủng đầy đủ sẽ có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường. Hệ thống này sẽ cho phép tỉnh Quebec tránh bị đóng cửa trên diện rộng giống như thời điểm đại dịch bùng phát cho đến nay. Từ vài tháng nay, tỉnh đã cung cấp mã QR cho những người được tiêm chủng. Những mã này có thể được in hoặc lưu trữ trên thiết bị di động, được quét để thu thập thông tin về tình trạng tiêm chủng của một người. Cho đến nay thì tỉnh vẫn chưa cung cấp cho ai thông tin để giải mã.
Thông tin chi tiết sẽ sớm được công bố và số ca mắc bệnh ngày càng gia tăng cùng với viễn cảnh nhiều ca nhập viện và tử vong hơn đã khiến hệ thống hộ chiếu vaccine trở nên cần thiết hơn. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, 83% người dân Quebec đã được tiêm ít nhất một liều đầu tiên, trong khi 67% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu từ Viện Y tế Công cộng của tỉnh là INSPQ. Thủ hiến Legault cho biết mặc dù tỉnh đang trên đà đạt được mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 75% dân số đủ điều kiện vào tháng 9, nhưng biến thể Delta rất dễ lây lan có thể dẫn đến số ca nhập viện tăng đột biến. Điều quan trọng là phải tiêm chủng đầy đủ. Tỉnh đang xem xét lại các mục tiêu sức khỏe cộng đồng. Ông Prativa Barao là một nhà dịch tễ học cho biết do biến thể Delta dễ lây lan hơn hiện đang lan rộng ở tỉnh Quebec. Chính phủ không có thời gian chờ đợi để thuyết phục người dân về giá trị của việc tiêm chủng. Trong nhiều tháng, chính phủ Legault đã cảnh báo rằng hộ chiếu vaccine có thể cần thiết nếu tình hình dịch tễ học xấu đi. Canada tặng hơn 82.000 liều vaccine AstraZeneca tới Trinidad và Tobago. Chính phủ liên bang đã thông báo sẽ gửi tặng 82.000 liều vaccine Oxford AstraZeneca COVID-19 tới Trinidad và Tobago. Mới đây, thì Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Karina Gold cho biết trong một thông cáo rằng các liều vaccine này sẽ được giao trong những ngày tới đến chính phủ Trinidad và Tobago. Tháng trước, thì chính phủ liên bang cho biết họ sẽ tặng gần 18 triệu liều vaccine AstraZeneca cho các nước nghèo hơn. Vào thời điểm đó, thì Bộ trưởng Bộ Mua sắm Anita Anand cho biết sau khi trao đổi với các tỉnh, những liều vaccine này được xác định là đang dư thừa do nhu cầu đối với vaccine AstraZeneca đã được đáp ứng. Bà cho biết Canada sẽ tài trợ 17,7 triệu liều, được cho là từ Hoa Kỳ đến Canada thông qua thỏa thuận mua trước với AstraZeneca và chúng sẽ được cung cấp cho các quốc gia có thu nhập thấp hơn thông qua Liên minh Chia sẻ vaccine toàn cầu, đó là chương trình COVAX. Tại cuộc họp G7 vào tháng 6, Thủ tướng Justin Trudeau cam kết rằng Canada sẽ cung cấp lại ít nhất 13 triệu liều mà nước này đã được ấn định sẽ nhận thông qua hợp đồng với COVAX, bên cạnh hàng triệu đô la đã được dành cho nỗ lực vaccine toàn cầu. Cơ quan Global Affairs Canada cho biết Trinidad và Tobago là đối tác quan trọng của Canada, với hơn 100.000 người Canada có kết nối với đất nước. Sở Y tế tỉnh Quebec thông báo hết lô hàng vaccine Pfizer. Sở Y tế Quebec cho biết sẽ nhận được lô hàng vaccine COVID-19 cuối cùng theo lịch trình vào tuần tới và tỉnh cho biết lượng dự trữ còn lại đủ để cung cấp cho tất cả những người chưa được tiêm hai liều. Tỉnh bang này cũng chia sẻ trong một thông cáo báo chí rằng 585.000 liều vaccine Pfizer nhận được trong tuần này sẽ là lô hàng cuối cùng sẽ được phân phối cho các cơ quan y tế khu vực. Một lô hàng vaccine cuối cùng theo lịch trình gồm 513.630 liều dự kiến sẽ đến vào tuần ngày 9 tháng 8 sẽ được dự trữ. Theo đó, thì lượng dự trữ sẽ được sử dụng để tiêm liều đầu tiên và liều thứ hai cho những người chưa được tiêm chủng, đồng thời cung cấp liều bổ sung cho những người đã được tiêm khác liều vaccine cho hai lần tiêm và có thể được sử dụng để tiêm liều thứ ba nếu cần cho những người lớn tuổi hoặc có hệ thống miễn dịch bị ức chế. Viện Y tế Công cộng của tỉnh cho biết 84,2% cư dân tỉnh Quebec từ 12 tuổi trở lên đã nhận được ít nhất một liều vaccine và 61,1% đã được tiêm chủng đầy đủ. Tỉnh Quebec đã báo cáo thêm 184 ca nhiễm mới vào hôm thứ Tư. Số ca nhiễm mới hàng ngày tiếp tục có xu hướng gia tăng. Theo đó, thì trung bình có 160 ca nhiễm mới hàng ngày trong 7 ngày qua, so với mức trung bình là 74 ca của tuần trước đó. Nhưng số ca nhập viện và tử vong do coronavirus không gia tăng cùng với số ca nhiễm mới. Trường hợp tử vong gần đây nhất xảy ra vào ngày 22 tháng 7. Thành phố Trois-Rivières ở phía đông bắc Montreal có tỷ lệ nhiễm cao nhất trong tỉnh, với 75 ca đang bệnh trên mỗi 100.000 người dân. Trên khắp Quebec thì tỷ lệ là 14,7 ca bệnh trên mỗi 100.000 người dân. Cơ quan y tế khu vực đã gửi một xe bus tiêm chủng đến trung tâm thành phố Trois-Rivières và một phòng khám xét nghiệm tạm thời sẽ mở cửa trong thành phố vào thứ Năm và thứ Sáu. Số ca COVID-19 tăng vọt ở tỉnh BC, ở người trẻ tuổi và các quan chức kêu gọi đi tiêm phòng. Các quan chức y tế ở British Columbia cho biết hôm thứ Năm, tỉnh đang trải qua một sự gia tăng của các ca COVID-19 ở những người trẻ tuổi chưa được tiêm chủng hoặc chỉ tiêm một liều.
và kêu gọi người dân đi tiêm phòng ngay sau khi các phòng tiêm không cần đặt hẹn mở cửa trên khắp tỉnh BC. Theo thống kê gần đây nhất, hơn một nửa số ca mắc mới trong tuần cuối tháng 7 là ở những người từ 15 đến 29 tuổi. Lời khuyên nên chủng ngừa được đưa ra sau khi các chuyên gia cho biết số ca nhiễm do biến thể Delta gây ra cứ sau 7 đến 10 ngày ở tỉnh này lại tăng gấp đôi. Giám đốc Y tế tỉnh Tiến sĩ Bonnie Henry cho biết nhiều người trẻ tuổi vẫn chưa có cơ hội được chủng ngừa và các phòng chủng ngừa không cần đặt hẹn mới mở sẽ thực hiện nhanh chóng và dễ dàng để tiếp cận với vaccine. Tiến sĩ Bonnie Henry nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm, đặc biệt khi chúng ta trở lại trường học, trở lại trường đại học vào tháng 9, điều quan trọng hơn là tất cả chúng ta phải được bảo vệ để chúng ta có thể quản lý đại dịch này và tiếp tục cuộc sống của mình. Chúng ta đang trải qua một sự gia tăng số ca bệnh ngay bây giờ, đặc biệt là ở những người trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 40. Bà Henry cho biết, 95% những người mắc phải bệnh COVID-19 hiện nay ở BC là chưa được tiêm chủng hoặc chỉ được tiêm một liều. Sau khi biết rằng Quebec sẽ triển khai hệ thống hộ chiếu vaccine trong những tuần tới, bà Henry sẽ không tán thành nhưng cho biết tất cả các lựa chọn đang được xem xét. Bà Henry cho biết các quan chức sẽ không từ chối người dân về các dịch vụ thiết yếu dựa trên tình trạng tiêm chủng của họ, nhưng bà nói rõ ràng tỉnh cần bảo đảm hệ thống chăm sóc sức khỏe được bảo vệ. Bộ trưởng Bộ Y tế Adrian Dix cho biết bạn không bắt buộc phải tiêm phòng ở tỉnh BC hoặc bất kỳ nơi nào khác ở Canada, nhưng sẽ có những hậu quả nếu bạn không tiêm phòng. Các quan chức đang theo dõi sự lây lan của biến thể Delta ở trẻ em. Bà Henry cho biết biến thể Delta và biến thể Gamma lần đầu tiên được nhìn thấy ở Brazil hiện đã phổ biến trên hầu hết các tỉnh và các quan chức đang theo dõi cách thức mà các đột biến này lây lan ở trẻ nhỏ. Bà nói, chúng tôi đã thấy ở một số quốc gia khác tỷ lệ biến thể lây lan gia tăng ở trẻ nhỏ, nhưng chúng tôi không thấy điều đó ở đây. Bà Henry nói rằng, tỉnh đang theo dõi xem xét điều gì sẽ xảy ra trong vài tuần tới khi trẻ em trở lại trường học và đồng thời nhắc lại rằng giáo viên và những người trong môi trường trường học nên được chủng ngừa nếu họ đủ điều kiện. Chương trình tiêm phòng nhanh chóng không cần hẹn rất thành công. Bộ trưởng Y tế Dix cho biết hôm thứ Tư là một ngày rất thành công đối với chương trình tiêm chủng ở tỉnh tại các địa điểm tiêm phòng tự bước vào và không cần hẹn. Đã có 33.277 liều vaccine đã được tiêm hôm thứ Tư. Trong khi các địa điểm tiêm phòng vaccine không cần đặt hẹn hiện đang mở cửa ở trên khắp BC, Bộ trưởng Dix cho biết đăng ký là lựa chọn tốt nhất để cho người dân bảo đảm có liều thuốc cho họ. Công dân British Columbia từ 12 tuổi trở lên chưa được chủng ngừa có thể đăng ký bằng 3 cách. Thứ nhất là trực tuyến thông qua cổng đặt hẹn vaccine Get Vaccinated Portal của tỉnh, với địa chỉ trang mạng là getvaccinated.gov.bc.ca/s. Cách thứ hai để đăng ký chủng ngừa là gọi 1-833-838-2323, có 140 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Và cách thứ ba là trực tiếp tại bất kỳ địa điểm của Service BC. Cập nhật tình hình COVID tại Canada. Tính đến tối ngày 5 tháng 8, Canada báo cáo có thêm 1.436 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên số 1.436.190 ca. Trong số đó có 8.938 ca còn bệnh và số ca tử vong là 26.637. Tới hôm nay, đã có hơn 50 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada. Trong số đó, 27 triệu người hay là 71,1% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và hơn 60% dân số đã tiêm hai liều. British Columbia báo cáo số ca nhiễm mới trong ngày nhảy vọt lên 402 ca, nhưng không có thêm ca tử vong. Gần 60% ca nhiễm mới là ở khu vực Interior ở tỉnh. Tại đây, tỉnh đã yêu cầu lại lệnh đeo khẩu trang vào tuần trước. Tỉnh bang Alberta có 397 ca và 1 ca tử vong. Saskatchewan có 56 ca bệnh và 2 ca tử vong. Manitoba có 37 ca. Ontario báo cáo có 213 ca bệnh mới và 14 ca tử vong. Tỉnh bang Quebec có 305 ca. Nova Scotia có 4 ca. New Brunswick có 13 ca. Prince Edward Island có 1 ca.
Và tại Yukon có 7 ca bệnh mới, NWT có 1 ca bệnh mới. Bộ trưởng Bộ Y tế liên bang nhận định rằng kế hoạch loại bỏ các biện pháp COVID-19 của Alberta là một canh bạc rủi ro. Bộ trưởng Bộ Y tế liên bang là Patty Hajdu đã gửi điện thư đến giám đốc của Sở Y tế Alberta là Tyler Central vào ngày 1 tháng 8 để nói lên quan ngại về kế hoạch của tỉnh này muốn dừng việc truy tìm liên hệ xoay quanh ca nhiễm, mở rộng quy mô xét nghiệm và xóa bỏ cách ly bắt buộc đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo đó, thì những người tiếp xúc gần với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ không còn nhận được thông báo từ thiết bị theo dõi tiếp xúc và họ cũng không cần phải cách ly. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, các cá nhân bị nhiễm bệnh sẽ không còn bị yêu cầu phải cách ly về mặt pháp lý. Ngoài ra, tỉnh này cũng sẽ không còn tiến hành xét nghiệm COVID-19 qua các trung tâm xét nghiệm kể từ ngày 31 tháng 8. Bộ trưởng Haidu còn chỉ ra rằng số ca nhiễm COVID-19 hiện đang gia tăng ở Alberta vì các biện pháp y tế công cộng khác được dỡ bỏ. Hiệp hội Nhi khoa Canada đã gửi thư ngỏ tới tiến sĩ Dina Hinshaw, trưởng phòng y tế của Alberta, nhằm bày tỏ những lo ngại về việc dỡ bỏ các yêu cầu về cách ly và xét nghiệm, vì hành động này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan của virus và khiến cho trẻ em gặp nguy hiểm. Bộ trưởng liên bang cũng nhấn mạnh rằng chiến dịch tiêm chủng của Canada đã thay đổi bối cảnh của COVID-19, nhưng nói rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc và nhiều người vẫn chưa được tiêm chủng thì vẫn có khả năng tạo ra bùng phát và cần chú ý về sự hồi sinh của dịch bệnh của biến thể Delta. Sau khi thông báo của Sở Y tế Alberta được công bố, các cuộc biểu tình ở Edmonton và Calgary diễn ra gần như mỗi ngày bởi các bác sĩ, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và giáo viên phụ huynh và cư dân. Dù vậy, Giám đốc Sở Y tế Alberta Central và Thủ hiến Jason Kenney đều bảo vệ kế hoạch giảm bớt các biện pháp còn lại. Hôm thứ Tư, tiến sĩ Hinshaw đã tuyên bố trên các phương tiện truyền thông khác nhau của Alberta và xin lỗi về những hậu quả mà nội dung của kế hoạch cắt giảm trên gây ra. Bà cho biết có thể cách truyền đạt về những thay đổi và những quy định mới đã gây ra sự hiểu lầm, khiến cho một số người nghĩ rằng bà tin rằng COVID-19 đã kết thúc. Người cao tuổi bị cắt hỗ trợ thu nhập sau khi nhận được phúc lợi đại dịch của Canada. Ông Chris Sherlock đang phải đối mặt với nguy cơ tài chính vì sự cắt giảm hỗ trợ thu nhập cho người cao niên. Đó là số tiền từ GIS, Guaranteed Income Supplement. Cư dân 65 tuổi của thung lũng Cowichan, tỉnh BC đã nhận được trợ cấp khẩn cấp vào năm ngoái sau khi đại dịch COVID-19 đã lấy đi công việc làm nhạc sĩ bán thời gian của ông. Giờ đây thì khoản trợ cấp $2,000 một tháng tại Canada mà ông đã nhận được trong phần lớn năm 2020 đã khiến ông không đủ điều kiện nhận phần bổ sung thu nhập thường dành cho người cao niên có thu nhập thấp. Ông Sherlock không phải là người duy nhất trong tình trạng này. Các thành viên đảng Dân Chủ cho biết họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của những người dân Canada từ 65 tuổi trở lên hỏi về việc bị cắt giảm khỏi các khoản tiền từ chính phủ do đã nhận được những phúc lợi hỗ trợ đại dịch vào năm ngoái. Trong một lá thư gửi cho ba bộ trưởng trong nội các của đảng Tự do, nghị sĩ đảng Tân Dân Chủ NDP là Daniel Blakey cho biết nhiều người cao niên mà đã nhận được phúc lợi ứng phó khẩn cấp là CERB và phúc lợi phục hồi của Canada là CRB đã không đủ điều kiện để nhận phần bổ sung thu nhập được bảo đảm, gọi tắt là tiền GIS, hoặc phải đối mặt với số tiền bị cắt giảm nghiêm trọng. Nghị sĩ Blakey đang kêu gọi một giải pháp nhanh chóng và hy vọng rằng chính phủ liên bang sẽ thay đổi cách tiếp cận về việc cắt giảm phần thu nhập được bổ sung bảo đảm dựa trên những hỗ trợ đã nhận. Giống như bảo hiểm việc làm, phần bổ sung thu nhập được bảo đảm, GIS, là một hình thức dựa vào thu nhập. Điều đó có nghĩa là thu nhập chịu thuế của năm trước, bao gồm cả trợ cấp khẩn cấp đã nhận, sẽ tính vào số tiền được phân bổ trong kỳ thanh toán tiếp theo. Người nhận được thông báo về các quyền lợi của họ vào mỗi tháng 7. Phát ngôn viên của Tổ chức Việc làm và Phát triển Xã hội Canada cho biết, điều này có thể dẫn đến việc mất quyền lợi nếu thu nhập của người đó, hoặc thu nhập chung nếu có, vượt quá ngưỡng mà tại mức đó các quyền lợi của GIS sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.
Đối với những người lớn tuổi độc thân, lợi ích của số tiền từ GIS sẽ có hiệu lực nếu họ kiếm được ít hơn 18.984 đô la hàng năm, với số tiền tối đa nhận được hàng tháng là 936 đô la. Những người cao niên tiếp tục nhận được đầy đủ phúc lợi an ninh tuổi già, tức là OH Security, gọi tắt là OAS, và các khoản lương hưu từ kế hoạch nghỉ hưu, gọi tắt là CPP. Trong trường hợp của ông Sherlock, số tiền này lên tới 783 đô la từ hai khoản tiền này, sau khi chính phủ loại trừ gần 500 đô la tiền từ GIS trong thu nhập hàng tháng của ông. Hai dòng lương hưu hiện là nguồn hỗ trợ tài chính chính của ông cho đến tháng 6 năm 2022 và không đủ để trả tiền thuê nhà và các tiện ích khác của ông. Bắt đầu từ tuần của ngày 16 tháng 8, chính phủ sẽ cung cấp khoản thanh toán một lần trị giá 500 đô la cho người cao tuổi mà sẽ bước sang tuổi 75 trở lên vào mùa hè năm 2020. Và đến mùa hè năm sau, Đảng Tự Do cũng đang đề xuất tăng 10% tiền già OH Security, OAS, cho những người trên 75 tuổi, mà ngân sách ước tính sẽ cung cấp thêm 766 đô la phúc lợi cho 3,3 triệu người về hưu. Ottawa thông báo chuyển 6 tỷ đô la cho Quebec nhằm mục đích tăng cường chăm sóc trẻ em. Chính phủ liên bang đang chuyển giao khoảng 6 tỷ đô la cho tỉnh Quebec trong 5 năm. Đây là khoản hỗ trợ phát triển không điều kiện liên quan đến chương trình chăm sóc trẻ em quốc gia của Ottawa và chính quyền tỉnh Quebec có thể chi tiêu theo cách thích hợp. Thủ tướng Justin Trudeau đưa ra thông báo này hôm thứ Năm cùng với thủ hiến François Legault ở Montreal. Theo đó thì 6 tỷ đô la này sẽ dành cho việc hoàn thiện mạng lưới chăm sóc trẻ em của tỉnh. Thủ hiến Legault cho biết tỉnh đã chi 2,7 tỷ đô la mỗi năm cho hệ thống chăm sóc trẻ em với chi phí trung bình của các bậc cha mẹ là 8,50 đô la mỗi một ngày cho một trẻ. Thủ tướng Trudeau vừa công bố các thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu đô la với các tỉnh để tạo ra một hệ thống chăm sóc trẻ em quốc gia. Đây là kế hoạch quốc gia về mạng lưới chăm sóc trẻ em của chính phủ dựa trên mô hình của tỉnh Quebec, và thỏa thuận trên sẽ cho phép tạo ra hàng chục ngàn không gian mới dành cho hoạt động chăm sóc trẻ em, bên cạnh việc giảm chi phí chăm sóc. Chính phủ liên bang đã ký các thỏa thuận chăm sóc trẻ em với các tỉnh, bao gồm tỉnh BC, Nova Scotia, Yukon, đảo Prince Edward Island và Newfoundland. Thủ tướng Trudeau cũng cho biết các thỏa thuận khác nhau với các tỉnh bên ngoài Quebec sẽ cho phép họ tạo ra các nơi giữ trẻ khoảng 10 đô la mỗi một ngày trong một vài năm và tăng lương cho các nhà giáo dục. Ước tính cần có thêm 37.000 chỗ giữ trẻ trong tỉnh Quebec, đồng thời cho biết thêm rằng tiền lương của các nhà giáo dục trong mạng lưới cũng cần được tăng lên. Canada hiện đang trải qua một mùa cháy rừng tàn khốc. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng cháy rừng sẽ gia tăng về quy mô và tần suất trong những năm tới và làm tăng các nguy cơ về sức khỏe của người dân Canada, bao gồm cả những người sống ở các thành phố. Liên minh Khí hậu và Sức khỏe Toàn cầu là một tổ chức bao gồm các cơ quan phi chính phủ về y tế, các tổ chức chuyên môn y tế và các liên minh về sức khỏe và môi trường đã đưa ra nhận định trong một báo cáo gần đây rằng mức độ xảy ra cháy rừng ở Canada sẽ tăng 75% vào năm 2100 nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục ở mức trung bình. Theo đó, thì các nhà nghiên cứu cho biết đất nước này cần chuẩn bị để đối phó với những tác động lâu dài của việc tiếp xúc với khói lửa. Khói có chứa một loạt các chất ô nhiễm bao gồm vật chất dạng hạt, carbon dioxide, nitrogen oxide và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Báo cáo nêu rõ các hạt vật chất của đám cháy rừng có thể gây hại cho sức khỏe hơn là ô nhiễm không khí dạng hạt ở đô thị. Trong một nghiên cứu gần đây về việc tiếp xúc với ô nhiễm dạng hạt trong mùa cháy rừng ở tỉnh BC, các tác động đến sức khỏe hệ hô hấp và tim mạch có thể quan sát được trong vòng 1 giờ sau khi tiếp xúc với vật chất dạng hạt mịn. Trong một nghiên cứu khác của Canada về vụ cháy ở Yellowknife vào năm 2014, số ca mắc bệnh hen suyễn tăng gấp đôi và số lượng thuốc kê đơn Salbutamol được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị thở khò khè và khó thở đã tăng khoảng 50% tại các hiệu thuốc cộng đồng ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi đám cháy so với các khu vực xung quanh. Theo Rebecca Seri, là giáo sư kỹ thuật môi trường tại Đại học Waterloo ở tỉnh Ontario, nói rằng
Khói và chất lượng không khí kém có thể gây ra các triệu chứng như kích ứng, bỏng mắt và ho. Đối với những người có tình trạng sức khỏe kém ổn định hay có các bệnh lý trước đó, chẳng hạn như bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, hen suyễn hoặc họ đã từng bị đau tim trước đó, giáo sư Seri đề cập đến những nguy cơ xấu về sức khỏe sẽ còn cao hơn nhiều. Báo cáo nói rằng nguy cơ cháy rừng được dự báo sẽ gia tăng trên toàn thế giới khi biến đổi khí hậu gia tăng, kéo theo các đợt nắng nóng thường xuyên hơn, kéo dài hơn và sự thay đổi về lượng mưa sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thảm thực vật. Đặc biệt đối với Canada, các nhà nghiên cứu cho biết các vùng cực Bắc và Nam được dự báo sẽ ấm lên nhanh hơn do biến đổi khí hậu so với các vùng nằm gần đường xích đạo. Bà Seri cũng cho biết họ đã có các hệ thống trực tuyến hiển thị nơi cháy rừng, đo lường chỉ số sức khỏe cùng chất lượng không khí. Kết quả cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại và Canada sẽ có nhiều bệnh liên quan đến hô hấp và tim mạch hơn trong tương lai. Mặc dù nghe có vẻ thảm khốc, nhưng bà Seri vẫn kêu gọi người dân Canada hãy hy vọng vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, vì bà tin rằng còn khoảng một thập kỷ để thực hiện một số cắt giảm khí thải nghiêm trọng nhằm ngăn chặn những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Doanh số bán nhà tháng 7 ở Toronto giảm so với năm ngoái, nhưng vẫn trên mức trung bình. Hội đồng bất động sản ở khu vực Toronto, gọi tắt là TRREB, TRAP, cho biết nhu cầu nhà ở ở trong tháng 7 đã giảm so với năm trước, nhưng vẫn trên mức trung bình cho mùa bất động sản năm 2021. Hội đồng cũng nhận định rằng gần 9.400 doanh số nhà bán đã được báo cáo trong tháng 7, đã giảm 14,9% so với tháng 7 năm 2020, thời điểm lọc kỷ lục về doanh số bán nhà ở trong tháng của mùa hè. Trên cơ sở được điều chỉnh theo mùa, hội đồng cho biết doanh số bán nhà của tháng 7 đã giảm 2% so với tháng 6. Thị trường nhà ở Toronto đã thắt chặt vào tháng 7 với doanh số bán hàng của tháng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong danh sách so với tháng 7 của năm 2020. Điều này cho thấy giá trung bình cho tất cả các loại nhà cộng lại chỉ hơn 1 triệu đô la, tăng 12,6% so với một năm trước. Trên cơ sở được điều chỉnh theo mùa thì hội đồng cho biết giá trung bình của tất cả các loại nhà đã tăng 0,9% so với tháng 6. Giám đốc phân tích thị trường của TRAP, ông Jason Mercer, lưu ý rằng áp lực tăng mạnh này đối với giá nhà sẽ được duy trì trong trường hợp không có thêm nguồn cung, và đặc biệt là khi chúng tôi nhận thấy sự hồi sinh trong gia tăng dân số vào năm 2022, cũng như có một số trường hợp lớn những người đang tìm kiếm thường trú dân hoặc là tình trạng công dân ở Canada do đại dịch. Điều này sẽ dẫn đến áp lực tiếp tục lên thị trường nhà ở của khu vực Toronto. Canada bất ngờ công bố thặng dư thương mại 3,2 tỷ đô la trong tháng 6 do xuất khẩu dầu tăng mạnh. Khoảng cách giữa xuất khẩu và nhập khẩu của Canada đạt mức lớn nhất kể từ năm 2008, cụ thể nhất là trong tháng 6 khi xuất khẩu các mặt hàng có liên quan tới dầu đã tăng mạnh, trong khi nhập khẩu là giảm. Cơ quan thống kê Canada báo cáo hôm thứ Năm rằng xuất khẩu đã tăng 8,7% lên 53,8 tỷ đô la. Xuất khẩu năng lượng dẫn dầu với mức tăng 22%, đó là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2019. Xuất khẩu xe hơi và phụ tùng xe hơi đã tăng 14,9%. Khoáng sản kim loại và phi kim loại cũng tăng 12,7%. Nhìn chung, Canada đã xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ra thế giới trong tháng 6 nhiều hơn so với tháng trước. Đó là mức tăng hàng tháng lớn nhất được ghi nhận nếu không tính đến dữ liệu biến động của năm 2020. Nhập khẩu đã giảm 1% do hàng tiêu dùng giảm 3,7%. Nhà kinh tế Rishi Sondhi của TD Bank cho biết nguyên nhân một phần là do các hạn chế ở một số vùng của đất nước và sự gián đoạn cản ở châu Á liên quan đến sự bùng phát COVID-19. Trong khi đó, nhập khẩu xe hơi và phụ tùng xe hơi giảm 3,8%. Tuy nhiên, một loại hàng hóa mà Canada nhập khẩu nhiều hơn đó là vaccine. Nhập khẩu vaccine đã tăng 74,5% trong tháng, với trị giá lên tới 745 triệu đô la. Con số này đã cao gấp 21 lần so với lượng vaccine mà Canada nhập khẩu cùng tháng một năm trước khi mà nỗ lực tiêm chủng COVID-19 được đẩy mạnh. Hầu hết thặng dư thương mại của Canada đến từ các giao dịch với Hoa Kỳ. Canada đã công bố thặng dư 8,3 tỷ đô la với Hoa Kỳ trong tháng.
Tuy nhiên, với phần còn lại của thế giới thì Canada tiếp tục nhập siêu, mặc dù mức thâm hụt đó đã giảm xuống còn 5,1 tỷ, dẫn đến tổng thặng dư thương mại là 3,2 tỷ. Nhà kinh tế Shelley Kosick của ngân hàng Montreal cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của Canada đã thặng dư trong 4 tháng của giai đoạn 6 tháng đầu năm. Nó được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ sinh từ việc mở cửa trở lại của Hoa Kỳ, cộng với sự gia tăng về giá của các hàng hóa. Trong tương lai, kỳ vọng nhập khẩu sẽ phục hồi khi nền kinh tế mở cửa trở lại và khi giá của năng lượng vẫn còn mạnh và tăng trưởng của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho xuất khẩu của Canada. Thưa quý vị, tại Thế vận hội Tokyo, Canada đã có thêm một huy chương vàng. Vận động viên Damien Warner, người Canada đã giành được huy chương vàng Olympic trong 10 môn phối hợp, dễ dàng đánh bại đối thủ của mình và lập một số kỷ lục trong 2 ngày thi đấu với điều kiện thời tiết nóng ẩm ở Tokyo. Anh đã giành chiến thắng tuyệt đối và lập kỷ lục Olympic là 9.018 điểm. Trong khi đó, Kevin Mayer của Pháp, người đang giữ kỷ lục 10 môn phối hợp thế giới hiện tại, giành huy chương bạc với 8.726 điểm. Và Ashley Moloney của Australia đã giành huy chương đồng với 8.649 điểm. Trong ngày thứ năm thì Canada cũng giành được huy chương đồng cùng một huy chương bạc. Evan Dunphy đã giành được huy chương đồng cho Canada trong cuộc đua đi bộ 50 km dành cho nam tại Thế vận hội. Đây là huy chương đầu tiên của Canada trong bộ môn đi bộ đường dài 50 km và là huy chương thứ hai trong bộ môn này. Và Canada đã giành được huy chương bạc trong bộ môn chèo thuyền canoe cho nữ lần đầu tiên tại Thế vận hội. Lawrence Vincent Lapointe của Canada đã giành được huy chương bạc trong cuộc đua chèo canoe đơn cho nữ 200m. Thế vận hội Tokyo là lần đầu tiên có phụ nữ tham gia các sự kiện chèo thuyền canoe. Vincent Lapointe là người tại Trois-Rivières của tỉnh Quebec, đã giành huy chương vàng ở các cuộc thi 200m tại nhiều giải vô địch thế giới, World Cup và giải vô địch Liên Mỹ. Nhưng phải đợi đến năm 2017, Liên đoàn Thể thao Quốc tế và Ủy ban Olympic Quốc tế mới nhường chỗ cho phụ nữ tham gia đua tại Thế vận hội. Thế là kết thúc ngày thứ năm, Canada có tổng cộng 19 huy chương, bao gồm 5 vàng, 5 bạc, 9 đồng và đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng. Dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương vẫn là Hoa Kỳ với 91 huy chương, 29 vàng, 35 bạc và 27 đồng, theo sau là Trung Quốc với tổng cộng 74 huy chương, 34 vàng, 24 bạc và 16 đồng. Khoảng một nửa số hải sản bạn mua có thể bị dán nhãn sai. Hóa ra là phần thịt cá hồi, cá hồng hoặc cá ngừ trắng mà bạn yêu thích có thể có nhiều bí ẩn hơn bạn mong đợi. Theo một nghiên cứu nhỏ mới, khoảng một nửa số hải sản được tìm thấy trong các nhà bán lẻ và nhà hàng ở các thành phố lớn của Canada đã bị dán nhãn sai. Các tác giả của cuộc điều tra mới nhất của Oceana Canada cho biết, Canada có một vấn đề gian lận thủy sản phổ biến và không được kiểm soát, khiến người Canada, những người đánh cá trung thực, hệ sinh thái đại dương và nền kinh tế thủy sản của chúng ta gặp rủi ro. Họ phát hiện 43 trong số 94 mẫu hải sản được lấy từ các nhà bán lẻ ở Halifax, Montreal, Ottawa và Toronto đã bị dán nhãn sai. Và mặc dù nghiên cứu này có quy mô mẫu tương đối nhỏ, nhưng tỷ lệ gần như tương đương với một cuộc điều tra trước đây với 472 mẫu được Oceana Canada lấy từ năm 2017 đến năm 2019. Tất cả 24 mẫu cá bơ, butterfish, cá đuôi vàng, yellowtail và cá ngừ trắng, white tuna, đều bị dán nhãn sai. Trong số 13 mẫu được dán nhãn là cá hồng, snapper, 7 mẫu được tìm thấy thật ra là cá rô phi, tilapia, một loài cá rẻ hơn nhiều. Và có 10 trường hợp mà các sản phẩm được dán nhãn là cá bơ hoặc cá ngừ thực sự là escola, là một loài rẻ hơn được biết là gây ra các triệu chứng về đường tiêu hóa. Theo báo cáo thì Montreal là nơi vi phạm nhiều nhất, với 52% hải sản đã bị dán nhãn sai. Ottawa và Toronto đứng thứ hai, với chính xác một nửa số mẫu hải sản bị dán nhãn sai. Halifax được đánh giá là tốt nhất về tổng thể, với chỉ 32% mẫu hải sản bị dán nhãn sai. Báo cáo cũng nêu rõ sự khác biệt giữa hải sản được tìm thấy trong nhà hàng và cửa hàng tạp hóa. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ dán nhãn sai ở các nhà bán lẻ và cửa hàng tạp hóa là 6,5%, trong khi tỷ lệ ở các nhà hàng là 65%. Theo trang web của mình, Oceana Canada tin rằng Canada cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo đảm người tiêu dùng có một nguồn protein bền vững.
Một phần trong số đó bao gồm thực hiện tốt cam kết năm 2019 để tạo ra một hệ thống mà hải sản được xác minh đầy đủ về nguồn gốc và cách thức đánh bắt. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Hàng ngàn người di tản khỏi đám cháy rừng đang lan nhanh ở California. Đợt nắng nóng tàn bạo thiêu đốt miền Nam châu Âu. 11 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe tải quá tải chở người di cư ở bang Texas. Người lao động nghèo bỏ về quê vì thành phố Sài Gòn phong tỏa. Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Hàng ngàn người đã phải di tản khỏi đám cháy rừng đang lan nhanh ở California. Một đám cháy rừng lan nhanh đã thiêu rụi các ngôi nhà và buộc hàng ngàn người đã phải sơ tán tại hai quận có nhiều cây cối rậm rạp ở phía đông bắc, Sacramento ở phía bắc của California. Một đám khói cao ngày ngất có thể nhìn thấy từ cách đó ít nhất là 70 dặm, khoảng 110 cây số. Đám cháy đó có tên là River Fire đã thiêu rụi 1.400 mẫu anh, tức là khoảng 566 ha, ở các quận Placer và Nevada. Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California cho biết 1.000 mẫu anh đã bị cháy trong vòng 2 giờ đầu tiên. Ngọn lửa River Fire cách ngọn lửa Dixie Fire chưa đến 100 dặm, tức là khoảng 160 cây số về phía nam, vốn đã tiêu hủy 278.000 mẫu anh và chỉ được kiểm soát 35% trong 3 tuần sau khi đám cháy bắt đầu. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đám cháy Dixie Fire đã phá hủy nhiều công trình kiến trúc ở một số khu vực của Greenville. Đó là một thị trấn có khoảng 800 người ở Plumas County. Trong khi đó, thì River Fire hoàn toàn không được kiểm soát, nhưng các quan chức cho biết họ mong đợi thời tiết mát mẻ hơn qua đêm và sự đảo ngược hướng gió sẽ có lợi. Ít nhất 4 ngôi nhà đã bị phá hủy ở Colfax, một thị trấn của hạt Placer với 2.000 dân, cách Sacramento khoảng 80 km về phía đông bắc. Ít nhất 2.400 người đã phải sơ tán khỏi nhà ở hạt Placer và 4.200 người khác đang theo lịch sơ tán ở hạt Nevada. Hơn một chục đám cháy rừng đã bùng phát xung quanh tiểu bang, thường chỉ xảy ra vào mùa cháy rừng cao điểm vào cuối năm. California có tốc độ tăng diện tích bị cháy trong năm nay, thậm chí còn nhiều hơn năm ngoái. Đây là mùa cháy tồi tệ nhất được ghi nhận. Đợt nắng nóng tàn bạo thiêu đốt miền Nam châu Âu. Nắng nóng khắc nghiệt và cháy rừng tiếp tục hoành hành các khu vực ở phía nam của châu Âu, sau khi nhiệt độ cao ở Hy Lạp lên tới 47,1 độ C. Hy Lạp đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, và quốc gia này vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ khi phải tiếp tục chiến đấu với những trận hỏa hoạn trên khắp đất nước. Cảnh báo nhiệt cũng đã được ban hành cho Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Ý, Romania, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đám cháy rừng chết người đã quét qua các khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây và buộc phải sơ tán các khu du lịch. Cư dân ở thủ đô Athens của Hy Lạp đã được cảnh báo nên ở trong nhà và đóng kín cửa sổ vì chất lượng không khí kém sau trận cháy rừng hoành hành hôm thứ Ba ở vùng ngoại ô phía bắc của thủ đô. Nắng nóng gay gắt đã buộc Bộ Văn hóa phải đóng cửa Acropolis và các địa điểm cổ kính khác từ trưa đến 5 giờ chiều. Cơ quan cứu hỏa của Hy Lạp hôm thứ Tư cho biết họ đã được kêu gọi để can thiệp vào 78 vụ cháy rừng trong 24 giờ qua. Một ngọn lửa trên hòn đảo lớn Evia phía đông bắc Athens đã bùng cháy dữ dội vào hôm thứ Tư. Cháy rừng cũng đã tiếp tục từ hôm thứ Ba tại các khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ, được thúc đẩy bởi cái nắng nóng cực độ. Hãng thông tấn nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ít nhất đã có 8 người chết do hỏa hoạn ở các tỉnh Mykla và Antalya tính đến hôm thứ Ba. Đợt nắng nóng của khu vực đã xảy ra sau trận cháy rừng tàn khốc vào tuần trước ở Tây Ban Nha, Hy Lạp và đảo Sardinia của Ý, và chưa đầy một tháng sau trận lũ lụt thảm khốc ở Bắc Âu cướp đi sinh mạng của hơn 200 người. Các chuyên gia cho rằng các hiện tượng thời tiết kỳ lạ như lũ lụt ở Đức, Bỉ và Hà Lan, cũng như các đợt nắng nóng và cháy rừng gần đây trên khắp Canada và Mỹ là dấu hiệu của tác động của biến đổi khí hậu.
11 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe chở người di cư quá tải ở Texas. Các nhà chức trách cho biết, một chiếc xe tải đã chở quá tải gồm 25 người di cư đã bị tai nạn hôm thứ Tư trên một đoạn đường cao tốc hẻo lánh ở phía nam Texas, giết chết ít nhất là 11 người, bao gồm cả tài xế, và làm bị thương hơn 10 người khác. Vụ tai nạn đã xảy ra sau 4 giờ chiều giờ địa phương hôm thứ Tư tại Encino, cách McAllen khoảng 80 km về phía bắc. Cảnh sát trưởng hạt Brook Urbino Martinez cho biết chiếc xe tải được thiết kế để chứa 15 hành khách đã chạy quá tốc độ và lật nghiêng khi người lái xe mất kiểm soát trên một khúc cua. Ông Martinez tin rằng tất cả các hành khách đều là người di cư và số người chết là 11 người, với hơn 10 người khác bị thương. Danh tính của các nạn nhân không được công bố ngay lập tức, cũng như không có bất kỳ thông tin nào về chiếc xe tải, kể cả nơi đăng ký hay là ai là người sở hữu nó. Số người di cư vượt biên bất hợp pháp lên cao đã làm tăng số vụ va chạm liên quan đến các phương tiện chở đầy người di cư. Họ phải trả một số tiền lớn để được vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Dallas Morning News đã đưa tin rằng các tài xế trẻ tuổi được tuyển dụng cho các vụ chạy xe lậu kết hợp với tốc độ quá mức và lái xe liều lĩnh của những thanh niên đó đã dẫn tới những vụ tai nạn kinh hoàng. Sau đây là một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Tính đến tối thứ Năm, hơn 200.7 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới. Số người tử vong trên toàn cầu là hơn 4.2 triệu người. Tại Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho biết 7 bang của Hoa Kỳ có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 thấp nhất, cũng có một nửa số ca COVID-19 mới và số ca nhập viện của cả nước trong tuần trước. Các bang đó là Florida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama và Mississippi. Trong số đó thì Florida và Texas đã chiếm khoảng 1/3 số ca nhiễm coronavirus mới và tỷ lệ nhập viện thậm chí còn cao hơn. Tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương thì Tokyo đã báo cáo thêm 5.042 ca nhiễm mới vào hôm thứ Năm, lên mức kỷ lục kể từ khi đại dịch bắt đầu xảy ra. Các ca bệnh này đã nâng tổng số ca của Tokyo lên 236.138 ca, chiếm khoảng 1/4 tổng số toàn quốc. Thái Lan vào hôm thứ Sáu thì báo cáo 21.379 trường hợp nhiễm coronavirus và 191 ca tử vong, cả hai đều là con số kỷ lục mới. Dữ liệu từ lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của nước này cho thấy, hiện Thái Lan đã ghi nhận tổng số ca nhiễm bệnh lên trên 714.000 người và số ca tử vong là hơn 5.800 người kể từ khi đại dịch bắt đầu. Tại châu Phi, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi là ông John Kangason cho biết ông đã bị COVID-19 vào tuần trước. Ông nói nếu mình không được tiêm phòng sớm hơn thì ông sẽ không còn ở đây ngay bây giờ. Ông đã chia sẻ kinh nghiệm của mình để đẩy lùi tình trạng do dự vaccine. Các quan chức Liên minh châu Phi cho biết rằng cơ quan đã bắt đầu vận chuyển các liều vaccine COVID-19 có được thông qua một thỏa thuận của Johnson & Johnson, nhưng họ đã đưa ra báo động về tốc độ giao hàng còn chậm khi chỉ mới 1,5% dân số ở châu lục này được tiêm chủng. Các quan chức của Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho rằng tình hình COVID-19 ở đây rất đáng lo ngại, vì sự đột biến virus đã lan rộng ra gần 20 quốc gia trên khắp châu Mỹ. Argentina đang chạy đua để chống lại sự lây lan của biến thể. Nước này cho biết sẽ cung cấp liều vaccine Moderna và AstraZeneca thứ hai cho những công nhân mà đã nhận được liều đầu tiên là vaccine Sputnik V của Nga, nhưng không thể nhận được mũi tiêm thứ hai do sự chậm trễ trong việc giao hàng. Tại châu Âu, tòa án tối cao của Pháp đã ủng hộ luật mới yêu cầu các thành viên của công chúng phải có thẻ sức khỏe để vào các quán bar và nhà hàng, và nhân viên y tế phải được tiêm vaccine COVID-19 trước giữa tháng 9. Vương quốc Anh sẽ bãi bỏ cách ly đối với những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ trở về Anh và Scotland từ Pháp, đảo ngược luật lệ từng khiến các chính trị gia Pháp tức giận và khiến hàng triệu người đi kỳ nghỉ, bối rối. Tại Nam Mỹ, Brazil đã báo cáo hơn 40.000 ca nhiễm coronavirus mới được báo cáo trong 24 giờ qua và thêm hơn 1.000 ca tử vong do COVID-19. Quốc gia Nam Mỹ này hiện đã ghi nhận trên 20 triệu ca nhiễm COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong khi số người chết chính thức đã tăng lên trên 560.000 người, theo dữ liệu của Bộ, là quốc gia với đợt bùng phát tồi tệ thứ ba trên thế giới bên ngoài Hoa Kỳ và Ấn Độ.
và có số ca tử vong đứng thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Tại Úc, thành phố lớn thứ hai của Úc là Melbourne bước vào khóa cửa lần thứ 6. Vào hôm thứ Năm thì thành phố lớn thứ hai của Úc là Melbourne đã rơi vào tình trạng bị khóa lần thứ 6 và một lãnh đạo chính quyền tiểu bang đổ lỗi cho việc triển khai tiêm chủng COVID-19 chậm chạp của quốc gia. Melbourne cùng với Sydney và Brisbane là thành phố đông dân nhất và đông dân thứ ba của Úc lần lượt bị đóng cửa do sự lây lan của biến thể Delta. Thủ hiến Victoria là Daniel Andrews cho biết Melbourne và các vùng lân cận sẽ ngừng hoạt động trong 7 ngày sau khi 8 ca nhiễm mới được phát hiện trong thành phố. Ông cho biết chính phủ của ông không có lựa chọn nào khác vì chỉ có 20% người lớn Úc đã được tiêm chủng đầy đủ. Bang New South Wales hôm thứ Năm đã báo cáo ngày tồi tệ nhất kể từ khi phong tỏa Sydney bắt đầu vào ngày 26 tháng 6 với kỷ lục là 262 ca nhiễm mới tại địa phương và 5 ca tử vong. Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, tính đến tối ngày 5 tháng 8 giờ Việt Nam, số ca nhiễm mới được báo cáo trong ngày là 7.244 ca. Trong đó thì Sài Gòn ghi nhận 3.886 ca, Bình Dương có 822 ca, Long An có 715 ca, Đồng Nai có 358 ca và Tây Ninh có 235 ca. Hiện Việt Nam có tổng cộng 189.066 ca mắc bệnh. Trong đó thì trên 58.000 người đã hồi phục, số ca tử vong được ghi nhận là 2.720 người. Tổng cộng Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng cho trên 7.5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó thì số người đã được tiêm một mũi là trên 6.7 triệu người. Số người đã được tiêm đủ hai mũi là 778.986 người. Người lao động nghèo bỏ về quê vì thành phố Sài Gòn phong tỏa. Thành phố Sài Gòn, đầu tàu kinh tế Việt Nam khựng lại vì phong tỏa chặt chẽ chưa từng có. Nhiều người lao động đã không thể cầm cự ở lại Sài Gòn sau khi bị mất việc làm. Theo BBC News, hàng ngàn người phải chạy xe máy ra khỏi vùng dịch của thành phố Sài Gòn và Bình Dương để trở về quê ở một số tỉnh miền Trung. Đem theo tất cả hành lý, nhiều người phải vượt qua hành trình hơn 1.000 km trong hơn 30 giờ đồng hồ. Không tàu, xe, chiếc xe máy đã chở theo cả gia đình cùng tất cả tài sản mà họ có được sau thời gian mưu sinh. Ban đêm thì vỉa hè, trạm xăng đã trở thành chốn dừng chân, còn ban ngày thì tán cây hay khe suối là nơi cho họ bóng mát. Từ ngày 31 tháng 7, người lao động xa quê phải thực hiện nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó. Sau khi Thủ tướng Việt Nam ban hành thông điệp tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7, 2021 tới khi hết giãn cách. Dòng người tản cư không còn, một số tỉnh thành phố đã bố trí xe, thậm chí máy bay đón người dân về quê, nhưng cũng có ý kiến cho rằng điều này khá trễ và không phải ai cũng được may mắn như vậy. Còn những lao động mắc kẹt lại thành phố Sài Gòn, những người không thuộc diện hỗ trợ lại đang rất cần được tiếp sức. Và sau đây là một số cập nhật nhanh về đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch của ngày 5 tháng 8, đồng đô la Canada bằng 0,8002 đô la Mỹ và bằng 0,6759 đồng euro theo Bank of Canada. Trong khi đó thì 1 đô la Canada bằng 18.324 đồng Việt Nam theo Axie.com. Giá dầu thô WTI là 69,09 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 71,22 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng giao ngay là 1.803,98 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada của ngày 6 tháng 8 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Culture xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt.
hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca/bookvaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.